Ban cầu ở Mary cần Standard 2050V đúc từ dòng ILS Nature. Bồn cầu 2050V đúc ở Mary cần Standard một khối. Là chiếc bản cầu bán chạy nhất vào tháng 8 năm 2012 vừa qua. Những thành công mang lại cho chiếc bản cầu ở Mary cần này là gì? Hãy cùng cửa hàng thiết bị vệ sinh Bùi Minh chúng tôi đi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé. Đặc điểm của bồn cầu ở Mary cần Standard 2050V đúc. Đây là dòng sản phẩm một khối ILS Dynamic 2050V đúc. Có thiết kế khá đơn giản, gọn gàng nhưng lại sang trọng và tinh tế. Két nước được thiết kế tối giản, chân bản cầu được thiết kế bo tròn ít góc cạnh, giúp cho việc vệ sinh dễ dàng hơn. Sản phẩm được kết hợp những tính năng kháng khuẩn. Nắp êm giúp hạn chế tối đa 100% tiếng ồn, men chống chảy chống bám bẩn và bề mặt bản cầu trời láng. Kiểu xả xoáy mạnh mẽ, thoát sàn. Tâm xả 305 mm. Mức xả nước 6 lít nước cực kỳ mạnh mẽ. Đặt mua bồn cầu ở Mary cần Standard 2050V đúc ở đâu chính hãng? Hiện nay trên thị trường hiện nay có rất nhiều khách hàng phản ánh là đã thấy các sản phẩm nhái của Mary cần Standard. Do đó bạn nên tìm đến các đơn vị uy tín chuyên nghiệp và bán hàng chính hãng như Sohyun thiết bị vệ sinh Bùi Minh chúng tôi. Khi đến đây các bạn sẽ mua được hàng chính hãng 100% với mức giá tốt nhất trên thị trường hiện nay. Bạn còn được các chuyên gia của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ bạn tìm được những sản phẩm phù hợp nhất với không gian nhà tắm của gia đình bạn.